ghê.
đi qua công viên kế chú trên tay, chạy vô đó xong rồi chạy vòng 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 ra. Điện thoại của con là Oppo đúng không? Samsung không hả? Hình như cái Oppo nó sẽ là của anh hai con. Tại vì cái đợt mà mua đó. Dạ, lúc đó là mua đầu tiên của hai con luôn. Cái cuốn hai con em xài là Oppo.
em cái clip em quay chưa?